Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với TOEFL Junior Basic. Kỹ năng ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu và khám phá đó chính là Language Form and Meaning ở level A2. Tức là trong tiếng Anh chúng ta sẽ có từ A1, A2, B1, B2 và C1, C2. Thì ở cái cuốn sách này chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở level A2 mà thôi. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành chương cuối cùng của cuốn sách Conjunction and Clauses. Và đó cũng sẽ chính là unit number 4, unit cuối cùng của chapter number 5, cũng như là unit cuối cùng của cả cuốn sách này. Adjective Clauses, mệnh đề tính từ. Okay, so are you ready? Let's go! Unit number 4, Adjective Clauses. Ở trong khuôn khổ bài học ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau khám phá mệnh đề quan hệ. Đó là một loại mệnh đề bậc đặc biệt của mệnh đề tính từ. Mệnh đề quan hệ là gì? Đúng không? Vậy chúng ta có thể biết mệnh đề quan hệ chính là một mệnh đề phụ nằm trong câu, cũng giống như là mệnh đề danh từ, mệnh đề trạng ngữ. Và nó sẽ mang chức năng là bổ sung thêm ý nghĩa cho một phần nào đó của câu, hoặc là cả toàn bộ ý nghĩa của cả câu, thêm cái phần sắc thái cũng như là thêm thông tin để giúp chúng ta hiểu một phần nào đó trong câu rõ nét hơn. Và trong mệnh đề quan hệ thì chúng ta cũng biết là chúng có thể nằm ở rất nhiều vị trí khác nhau, có thể là đứng sau chủ ngữ, có thể là bổ sung ý nghĩa cho động từ, có thể là đóng vai trò như một tân ngữ, hoặc thậm chí là một tân ngữ của giới từ. Okay, so number one, relative clauses, A as the modifier. Chức năng đầu tiên của mệnh đề quan hệ đó chính là bổ ngữ. Bổ ngữ là gì? Có nghĩa là bổ sung thêm ý nghĩa cho một phần, một bộ phận nào đó của câu. Và chúng sẽ có thể nằm ở hai dạng. Một là đi kèm với dấu phẩy, và hai là không đi kèm dấu phẩy, để có thể ngăn cách thành phần chính và thành phần phụ trong câu. Vậy thì khi nào mà mệnh đề quan hệ sẽ đi kèm với dấu phẩy, và khi nào thì không có dấu phẩy đi kèm, chúng chỉ đứng một mình? Khi mà mệnh đề quan hệ without comma, tức là không có dấu phẩy đi kèm, khi nào nhỉ? Đúng rồi, khi mà nó đi cùng, nó bổ sung ý nghĩa cho một thành phần trong câu mà cái thành phần đó thì chưa được xác định một cách rõ ràng, thành phần đó nó còn mờ nhạt, còn mông lung, và nếu chúng ta lược bỏ cái thành phần đó đi thì người đọc, người nghe sẽ không hiểu được cái đó là gì, không hiểu được là người ta đã ám chỉ cái gì. For example, the book which I read yesterday is John's. Ví dụ, cái quyển sách mà tôi đọc ngày hôm qua thì là của John's, đúng không? Thì thành phần chính của câu này là the book, động từ chính là is, và cái which I read yesterday chính là relative clause, là mệnh đề quan hệ, để bổ sung ý nghĩa cho thành phần chính, đó là chủ ngữ trong câu, the book. Và nếu như chúng ta lược bỏ hoàn toàn which I read yesterday và chúng ta chỉ nói rằng the book is John's thì người nghe sẽ không thể biết được the book mà người nói ám chỉ đến đây là gì. Thế nên chức năng của which I read yesterday, cái mệnh đề quan hệ này, là để bổ sung thêm ý nghĩa cho chủ ngữ chính trong câu. Ok, does that make sense? Và khi nào thì chúng ta sẽ sử dụng mệnh đề quan hệ với dấu phẩy, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng khi mà cái chủ thể mà chúng ta đang muốn giải thích đó đã được xác định một cách rõ ràng. For example, Mr. Kim, whom I messaged today, works for World Bank. Chúng ta thấy là the clause adds the information about Mr. Kim. Cái mệnh đề quan hệ này thì nó đã bổ sung thêm ý nghĩa, bổ sung thêm thông tin cho cái nhân vật đó là Mr. Kim. Và nếu như chúng ta bỏ hoàn toàn cái mệnh đề quan hệ whom I met yesterday thì chúng ta vẫn biết được Mr. Kim mà người ta nói đến là ai, đúng không? Là một người nào đó cụ thể và đã được xác định rồi, có tên riêng, đúng không? Có tuổi. Works for World Bank. Và vì thế nên là để ngăn cách giữa mệnh đề chính của câu là Mr. Kim works for World Bank và mệnh đề phụ là whom I met yesterday thì chúng sẽ có hai dấu phẩy, một dấu phẩy đứng trước mệnh đề và một dấu phẩy sau khi kết thúc mệnh đề, thì chúng ta có thể giúp cho người đọc biết được là xác định được cái vị trí của mệnh đề quan hệ nằm ở đâu. Ok, excellent. Và cái cách sử dụng thì sẽ cần phải theo sau cái mệnh, relative pronoun, tức là đại từ quan hệ, thì sẽ luôn luôn phải theo sau cái danh từ mà chúng phải bổ sung ý nghĩa cho nó, đúng không? Ví dụ khi là nói một con người thì chúng ta sẽ phải sử dụng từ whom,
hoặc là that, và whom that ở đây thì chính là đại từ quan hệ. Đại từ quan hệ có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ giúp chúng ta nhận ra cái sự ngăn cách giữa thành phần chính của câu và thành phần phụ của câu. Giống như là những bài học ngày hôm trước thì chúng ta đã học những từ như là when này, although này, despite, even though này, đúng không? Rồi for, rồi because, as. Thì bài này cũng vậy. Mệnh đề quan hệ ở thì sẽ luôn luôn có những cái đại từ quan hệ. Đại từ quan hệ thì sẽ luôn luôn theo sau chính cái danh từ, cái thành phần mà chúng ta muốn bổ sung ý nghĩa. Và cái thành phần mà chúng ta muốn bổ sung ý nghĩa đó, nó sẽ quyết định cái loại đại từ quan hệ mà chúng ta cần phải sử dụng. Ví dụ, nếu như mà cái đại từ quan hệ đó muốn bổ sung ý nghĩa cho con người, đúng không? Một ai đó, ví dụ trong ngữ cảnh này là từ go, vậy thì đại từ quan hệ sẽ chỉ có thể hai trường hợp thôi. Một là who, hai là that. Nếu như nó là tân ngữ thì nó có thể là whom, đúng không? Okay, for example, Penny is the girl who or whom that I met in the science class. Penny là cái cô gái mà tôi đã gặp ở trong lớp học khoa học, đúng không? Vậy là the girl là danh từ. Và danh từ ở đây thì chỉ người. Thế nên là cái cách sử dụng của chúng ta nó sẽ chỉ có thể là who, whom hoặc là that để chỉ người mà thôi. Thứ hai, khi mà chúng ta muốn bổ sung ý nghĩa cho một đồ vật nào đó, đúng không? Một vật nào đó thì chúng ta sẽ phải sử dụng từ which hoặc từ that. Nhớ là that là một từ rất đặc biệt, nó là một cái đại từ quan hệ mà có thể sử dụng kết hợp với cả con người cũng như là đồ vật. I will make small hamburgers, which or that are fine for kids. Tôi sẽ làm những cái bánh hamburger rất là nhỏ, cái mà rất là tốt cho trẻ con, rất là phù hợp cho trẻ con, đúng không? Vậy thì hamburgers chính là chủ thể mà chúng ta muốn bổ sung ý nghĩa. Và vì nó chính là đồ vật, nó không phải con người, nên chúng ta không thể dùng từ whom, không thể dùng từ who, mà chúng ta chỉ có thể là sử dụng từ which hoặc là that. Ok, và sau đó thì chính cái which và that đó nó sẽ được theo sau bởi động từ, và động từ này thì sẽ được quyết định bởi chính cái danh từ, cái chủ thể mà chúng ta vừa mới gặp ở đằng trước, đó là hamburgers là số nhiều. Thế nên là which và that thì nó sẽ lại phải là số nhiều, đúng không? Are fine for kids. Number three, place. Khi mà chúng ta muốn bổ sung ý nghĩa cho một nơi, chốn, địa điểm nào đó thì chúng ta sử dụng từ where. Và where ở đây chính là relative pronouns. For example, the park where I ride my bike after school is closed today. Mệnh đề chính đó là the park is closed today. Chủ ngữ là the park, động từ là is và closed, đúng không? Today là cái thành phần nào? Chỉ thời gian. Và chúng ta biết là the park thì chưa được xác định, thế nên là chúng sẽ phải có cái where I ride my bike after school, nơi mà tôi thường đạp xe sau giờ học, đúng không? Để bổ sung ý nghĩa cho thêm thông tin cho từ the park và xác định được nó là cái công viên nào. Thì công viên thì có vô số, mà nếu mà nói the park không thì nó quá là chung chung, đúng không? Cuối cùng, number four chính là thời gian. Thời gian là gì nhỉ? Tức là chỉ thời gian. Thế nên khi chúng ta muốn bổ sung, xác định thêm thông tin cho thời gian thì chúng ta cũng phải kết hợp với lại đại từ quan hệ when, và sau đó là một mệnh đề. Ok, I will never forget the day when I met you. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà tôi gặp bạn. I will never forget thì chủ ngữ là I và động từ là will forget, will never forget, đúng không? Không bao giờ quên. The day là tân ngữ, và chúng ta muốn bổ sung thông tin cho từ the day là cái thế ngày nào đó, đúng không? When I met you thì I met you chính là mệnh đề quan hệ, và when chính là đại từ quan hệ để phân tách giữa mệnh đề chính. I'll never forget the day when I met you. Okay? Subject or object pronouns cannot be in the position of the relative pronouns. Tức là gì? Chủ ngữ hoặc là đại từ, tức là đại từ chủ ngữ và đại từ tân ngữ thì không được phép nằm ở vị trí của mệnh đề của đại từ quan hệ. Ví dụ, I found a toy. It was very old. Thì chúng ta thấy là từ I found a toy là mệnh đề chính, thì chúng ta muốn bổ sung ý nghĩa cho cái từ a toy, đúng không?
thì chúng ta phải thay thế nó bằng cái từ which hoặc là từ that, chứ chúng ta không được phép sử dụng đại từ tân ngữ hoặc đại từ chủ ngữ. Đại từ chủ ngữ là it và đại từ tân ngữ thì vẫn là it. Đại từ chủ ngữ là I thì đại từ tân ngữ là me. Đại từ chủ ngữ là she thì tân ngữ sẽ là her, đúng không? Nhưng mà ở cái vị trí là relative pronouns, tức là đại từ quan hệ, chúng ta không được phép sử dụng đại từ chủ ngữ và đại từ tân ngữ, mà chúng ta chỉ được phép sử dụng đại từ quan hệ là whom, who, that, which, where, when mà thôi. Ok, does that make sense? Awesome. Let's have a check up. Number one, the girl who which she is scooping. Scoops ice cream is my cousin. No? The girl là chủ ngữ, is my scoops ice cream. Scoops ice cream sẽ là một phần của đại từ của mệnh đề quan hệ, đúng không? Và động từ chính trong câu là is và tân ngữ là my cousin, bổ ngữ là my cousin. The girl is my cousin, nhưng chúng ta chưa biết là the girl là ai, đúng không? Chúng ta cần thêm thông tin để xác định cô gái nào mới là anh em họ của tôi, đúng không? Vậy thì sau đó chúng ta cần phải bổ sung một cái thành phần, đó là mệnh đề quan hệ, giúp chúng ta bổ sung thêm ý nghĩa cho the girl. Và mệnh đề quan hệ ở đây là muốn bổ sung cho the girl ở chủ ngữ là con người, thế nên chúng ta sẽ chỉ có thể là sử dụng từ who, đúng không? Who scoops ice cream is my cousin. Cái cô gái mà đang vớt kem á, đúng không? Chúng ta thấy scoop là cái thìa mà nó có hình tròn á, để chúng ta lấy kem và đắp lên cái ốc quế á, đúng không? Nó có cái hình tròn, hình cầu đó. Thì chính là who scoops the ice cream is my cousin, chứ không phải là which. Which chỉ động vật, chỉ con vật thôi, đồ vật thôi. Còn she scooping thì chúng ta biết rồi, she thì không được phép sử dụng như là một cái đại từ quan hệ, mà nó chỉ là đại từ chủ ngữ mà thôi. Ok? Good job. Number two, we can do the puzzle. We là chủ ngữ, can do là động từ chính, the puzzle là tân ngữ. Và sau đó chúng ta muốn bổ sung ý nghĩa cho cái tân ngữ the puzzle, nên chúng ta cần phải thêm một mệnh đề quan hệ. Và mệnh đề quan hệ ở đây thì có thể là, chỉ có thể là thing là đồ vật thôi, đúng không? Puzzle mà không phải con người, nên chỉ có thể là which or that. Thế nên chúng ta phải chọn từ which daddy bought. Chúng tôi có thể, hoặc là chúng con, hoặc chúng cháu có thể làm được cái puzzle, là cái câu đố, hoặc là cái tranh ghép mà có rất là nhiều mảnh, nó ghép lại với nhau ấy, đúng không? Mà cái mà daddy bought thì puzzle có rất là nhiều puzzle, nhưng mà cái puzzle nào, đúng không? Daddy bought. Ok. Number 3, New York was a city. Chủ ngữ là New York, động từ là was và sau đó là city. Câu này đã đầy đủ về mặt ngữ nghĩa rồi. Tuy nhiên thì về mặt ngữ pháp của nó, về mặt ngữ pháp thì đã chính xác rồi, nhưng về mặt ngữ nghĩa thì vẫn chưa đầy đủ. Chúng ta vẫn cần phải có thêm một cái phần gì đó để bổ sung, đúng không? Thế nên là was a city, city nào, đúng không? Thì city where I traveled last summer, cái nơi mà tôi đã đi du lịch vào mùa hè năm ngoái, chứ không phải là who, cũng không phải when. Nơi mà tôi đi thì là where I traveled last summer. Does that make sense? Awesome. So let's move on. Vậy thì chúng ta biết là cái mệnh, cái đại từ quan hệ, đúng không, là cái phần mà chúng ta đang hơi băn khoăn một chút. Về cái phần thứ hai là cách sử dụng. Mạng đại từ quan hệ thì sẽ là cái chức năng của chúng, chính là để phân tách giữa thành phần chính và thành phần phụ trong một câu, phân tách giữa mệnh đề quan hệ và mệnh đề chính trong câu. Vì thế nên là chúng sẽ là một cái phần rất là quan trọng để giúp chúng ta không được sử dụng nhầm và sử dụng sai. Ok, và chúng ta cần phải phân biệt who là cho con người và which là cho đồ vật. Như chị vẫn nói, chỉ có duy nhất từ that là một cái đại từ quan hệ mà có thể sử dụng cả cho người và cả cho vật mà thôi. For example, Sam met the woman who that had emailed him. The restaurant which of that was featured in the newspaper has a delicious food. Chúng ta thấy là Sam met the woman. Và chủ ngữ là Sam met là động từ, và tân ngữ the woman nó đã rất là đầy đủ về mặt ngữ pháp rồi. Tuy nhiên thì chưa đầy đủ về mặt ngữ nghĩa, mà chúng ta cần phải biết thêm thông tin the woman là woman nào, đúng không? Who had emailed him, cái người mà đã email cho anh ta. Vì thế nên là chúng ta sẽ phải thêm cái mệnh đề quan hệ who had emailed him or that had emailed him. Và who và had ở đây chính là đại từ quan hệ để giúp chúng ta phân tách giữa mệnh đề chính và mệnh đề phụ trong câu. Does that make sense? Awesome.
The restaurant which of that was featured in the newspaper has delicious food. Vậy chủ ngữ là the restaurant, động từ chính là has. Delicious food là tân ngữ. Nhưng mà the restaurant nó chưa đầy đủ về mặt ngữ nghĩa, nên chúng ta cần phải bổ sung một mệnh đề quan hệ, đó là which of that was featured in the newspaper. The which of that ở đây thì chính là đại từ quan hệ để giúp chúng ta tách giữa mệnh đề chính và mệnh đề phụ trong câu. Ok, sounds good. Và chúng ta cũng cần phải biết một số như cái vị trí cũng như chức năng của đại từ quan hệ trong một câu nhé. Đại từ quan hệ thì chúng ta biết rồi, who, which, that, where, when, đúng không? Tuy nhiên thì nó sẽ có thể đóng vai trò như là một chủ ngữ. Nó cũng có thể đóng vai trò như tân ngữ. Khi nó là chủ ngữ thì chúng ta biết là nó sẽ đứng ngay lập tức sau một danh từ mà chúng ta cần phải bổ sung ý nghĩa, và sau đó thì nó đóng vai trò như một chủ ngữ luôn. Tức là không có mệnh đề đi kèm, tức là không có một cái mệnh đề đầy đủ chủ ngữ động từ sau nó, mà nó đóng vai trò là chủ ngữ luôn của cái mệnh đề phụ đó. Chủ ngữ nhưng không phải là chủ ngữ của mệnh đề chính nhé, mà là chủ ngữ của mệnh đề phụ. Mệnh đề phụ là mệnh đề quan hệ, đúng không? For example, I found a tour guide. He has worked with the Americans before. Tôi tìm thấy một cái người hướng dẫn viên du lịch và anh ấy đã từng làm với người Mỹ trước đó. Vậy thì chúng ta muốn bổ sung cái từ a tour guide và gộp hai câu này ghép thành một câu. Vậy thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ phải bổ sung ý nghĩa cho a tour guide ở đằng trước. Và đây sẽ là một con người, thế nên là chúng ta có thể thay thế bằng cái từ he, đúng không? Chúng ta phải thay thế cái từ he là đại từ chủ ngữ thành một đại từ tân ngữ, và đại từ tân và thành đại từ quan hệ. Và đại từ quan hệ thì có thể là who, có thể là that, chỉ người, đúng không? Nên nhớ là vị trí của một cái mệnh đề quan hệ thì sẽ không bao giờ được sử dụng cái đại từ chủ ngữ và đại từ tân ngữ, chỉ có thể sử dụng đại từ quan hệ mà thôi. Ok, I found a tour guide who has worked with Americans before. Tôi đã tìm thấy cái người hướng dẫn viên, người mà đã từng làm với những người Mỹ trước đây. I found a tour guide là mệnh đề chính trong câu. Với ai là chủ ngữ found, là động từ. A tour guide là tân ngữ. Và cái đại từ quan hệ này là từ who, nó đã đóng vai trò là chủ ngữ trong cái mệnh đề quan hệ, là mệnh đề phụ. Who has worked with, who là chủ ngữ, has worked là động từ chính trong cái mệnh đề quan hệ này, đúng chưa? Thế nên là nó sẽ đóng vai trò như một chủ ngữ nhé. Và một ví dụ nữa, the book is mine, it is on the desk. Cái cuốn sách kia là của tôi, cái cuốn sách mà ở trên bàn ấy, đúng không? Không phải cuốn sách nào khác, mà cuốn sách ở trên bàn. Vậy thì ở đây chúng ta muốn bổ sung ý nghĩa là từ it is on the desk. Thì it nó chính là refer to the book, nó ám chỉ đến cái cuốn sách. Thế nên chúng ta sẽ đổi ghép hai câu đơn này thành một câu phức, và đó là the book which is on the desk is mine, đúng không? Cuốn sách, cái mà nằm ở trên bàn á, thì là của tôi, đúng chưa? Và chủ ngữ chính là the book is mine, là động từ chính, thành phần chính trong câu. Và which is on the desk chính là mệnh đề quan hệ để bổ sung thêm ý nghĩa cho từ the book. Và which ở đây thì chính là để chỉ đồ vật, thế nên nó phải sử dụng which hoặc that. Và điều quan trọng nữa là nó đóng vai trò là chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ, sau đó là is on the desk. Did that make sense? Awesome. Và đại từ quan hệ thì cũng có thể đóng vai trò như một tân ngữ, tức là theo sau nó là một mệnh đề hoàn chỉnh với chủ ngữ và động từ trong mệnh đề phụ. Và nó sẽ chỉ đóng chức năng như là một cái liên từ để có thể là tách biệt giữa chủ ngữ chính trong câu, hoặc là vế chính trong câu, mệnh đề chính trong câu và mệnh đề phụ trong câu. For example, the woman was Mrs. Stevens. I saw her at the mall, đúng không? The woman was Mrs. Stevens, đúng không? Thì chủ ngữ đó là the woman. Was là động từ, thì nó chính là vế chính trong cái câu khi chúng ta gộp hai câu đơn lại với nhau. I saw her at the mall. Và tôi nhìn thấy cô ấy ở trung tâm thương mại. Vậy thì cô ấy là chính là bổ sung ý nghĩa cho cái từ the woman. Thế nên khi chúng ta gộp hai câu vào, chúng ta sẽ có một câu hoàn chỉnh. The woman whom I saw at the mall was Mrs. Stevens. Người phụ nữ, người mà tôi đã nhìn thấy ở trung tâm thương mại là Mrs. Stevens. Vậy chúng ta biết là the woman là chủ ngữ chính trong câu,
Words là động từ chính, Mrs. Stevens là biểu ngữ. Và whom I saw at the mall thì chính là mệnh đề quan hệ. Và mệnh đề quan hệ này thì có đầy đủ chủ ngữ là ai. Và động từ là saw, còn từ whom thì nó giống như là thay thế, đúng không? Cho cái từ woman ở trong mệnh đề quan hệ. Và bởi vì cái từ I saw her at the mall, đúng không? I saw somebody at the mall, nó nằm ở vị trí cái từ her để thay thế cho cái từ the woman, nó nằm ở tân ngữ. Thế nên chúng ta sẽ đổi nó thành whom, không phải là I saw her at the mall nữa, mà là the woman whom I saw at the mall. Người phụ nữ, người mà tôi nhìn thấy ở trung tâm thương mại. Ok. Number two, the necklace was very expensive. My mother bought it for me. Chúng ta thấy là chủ ngữ của cái câu thứ nhất là the necklace, động từ là was và tính từ là expensive. Chủ ngữ của mệnh đề của cái câu văn thứ hai là my mother, động từ là bought, tân ngữ là it, và for me là tân ngữ gián tiếp. Và chúng ta thấy là hai câu này khi chúng ta ghép với nhau thì sẽ có một cái tân ngữ là tân ngữ it, để ám chỉ cho cái the necklace là cái dây chuyền, cái vòng cổ, đúng không? Cái vòng cổ này rất là đắt tiền và mẹ tôi đã mua nó cho tôi. Vậy thì vòng cổ rất là đắt tiền, cái vòng cổ nào, đúng không? Cái vòng cổ mà mẹ tôi đã mua cho tôi. Và từ it, tức là cái the necklace, nó nằm ở trong cái câu văn thứ hai ấy, đứng ở vị trí là tân ngữ. Thế nên là chúng ta cũng cần phải đổi nó về tân ngữ. The necklace which my mother bought for me was very expensive. Chủ ngữ là the necklace. Sau đó là từ necklace được bổ sung ý nghĩa theo một cái mệnh đề quan hệ. Và which my mother bought for me, cái mà mẹ tôi đã mua cho tôi, nó là đồ vật. Thế nên chúng ta không dùng từ whom, mà nó phải dùng từ which. Which my mother bought for me, đúng không? Và chủ ngữ là my mother bought là mua, và for me là cho tôi, bởi vì cái vị trí của necklace ở trong cái mệnh đề quan hệ là nằm ở tân ngữ. Thế nên chúng ta sẽ phải đẩy nó lên là which my mother bought for me. Và động từ chính trong câu là was, và tính từ chính là expensive. Chúng ta nhớ là who thì thường là sẽ được sử dụng thay vì whom trong lời nói hàng ngày. Tuy nhiên thì để tách biệt giữa who và whom thì chúng ta vẫn biết rồi. Who được dùng khi nó là chủ ngữ. Ví dụ như ở trong ví dụ đằng trước, a tour guide who has worked with Americans before. Nhưng ở đây trong cái ví dụ này, chúng ta thấy từ whom khi là nó nằm ở vị trí tân ngữ trong câu thì chúng ta sẽ phải đổi thành I saw her thành whom I saw at the mall. That makes sense? Awesome. Và đôi khi thì chúng ta có thể bàn tàn lược bỏ từ which, nhưng mà cái này thì nếu chúng ta chắc chắn thì chúng ta vẫn có thể thêm từ which hoặc từ that. Tuy nhiên thì chúng ta hoàn toàn có thể lược bỏ cái đại từ tân ngữ ở trong mệnh đề quan hệ. Nhớ là chỉ được phép lược bỏ cái đại từ tân ngữ mà thôi. Tức là khi mà nó là tân ngữ thì chúng ta mới có thể được lược bỏ. Chúng ta không được phép lược bỏ khi nó là chủ ngữ. Ở trong cái trường hợp thứ nhất, khi nó là chủ ngữ thì chúng ta không được phép lược bỏ đại từ quan hệ. Đại từ quan hệ nó sẽ phải tách biệt và nó đóng chức năng là chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ. Còn khi mà đại từ quan hệ nó đóng chức năng là một tân ngữ, ví dụ là whom, là which, ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ nó đi và chúng ta chỉ cần nói là the woman I saw at the mall was Mrs. Stevens, hoặc là the necklace my mother bought for me was very expensive. Ok, và chúng ta sẽ loại bỏ cái đại từ quan hệ khi chúng đứng ở vị trí chúng đóng vai trò là một tân ngữ. Ok, let's have a check up. Number one, they are the girls whom, which, who have me the other day. Chúng ta thấy là they là chủ ngữ, are là động từ chính, the girls là danh từ. Và vì thế nên khi chúng ta muốn chỉ một cái bổ sung ý nghĩa cho the girls, như cô gái nào, và cô gái hay là con người, thế nên chúng ta sẽ bắt buộc phải sử dụng từ who, đúng không? Who hoặc là that, chứ không được sử dụng which, cũng không sử dụng whom, bởi vì whom là để chỉ tân ngữ. Còn đây là từ who, nó sẽ đóng vai trò là chủ ngữ chính trong mệnh đề quan hệ, và mệnh đề quan hệ là who helped me the other day. Ok, who là chủ ngữ và helped là động từ trong mệnh đề quan hệ. Number two, we will go to the school. School, we là chủ ngữ, go là động từ, và đến trường học thì trường học này chính là tân ngữ, và chúng ta muốn bổ sung ý nghĩa cho cái danh từ the school ở đằng trước nó. Thế nên là chúng ta sẽ phải có một cái đại từ quan hệ
Nhưng mà trong cái mệnh đề quan hệ này thì chúng ta thấy là ngay liền sau cái đại từ quan hệ là động từ hairs, a basket caught, đúng không? Đó, vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là đại từ quan hệ nó sẽ đóng vai trò như là một chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ. Chủ ngữ thì chỉ có thể là which, đúng không? Bởi vì là school là trường học, hoặc là đồ vật là thing, nên là sẽ chỉ có thể là which hoặc là that has a basket court. Chúng tôi sẽ đến trường học, cái trường học mà có cái nơi để chơi bóng rổ á, đúng không? Cái sân chơi bóng rổ á. Which has a basketball court. Number 3, they are the cookies. These are the cookies. These là chủ ngữ, a là động từ, the cookies là tân ngữ, và sau đó thì chúng ta muốn bổ sung ý nghĩa cho những cái danh từ cookies này. Thế nên là nó sẽ phải đi theo bởi một cái mệnh đề quan hệ. Và mệnh đề quan hệ này thì không phải là đóng vai trò ở chủ ngữ nữa. Bởi vì chúng ta thấy là trong cái mệnh đề đằng sau nó, my mom made for me, my mom là chủ ngữ và made for me là động từ, là cái thành phần vị ngữ trong câu. Mà một câu thì không được phép có hai chủ ngữ, hai động từ. Thế nên là vị trí của cái đại từ quan hệ này chính là nằm ở tân ngữ, và chúng ta hoàn toàn có thể lược bỏ nó đi. Tuy nhiên thì trong trường hợp này họ yêu cầu chúng ta tìm, thì chúng ta biết là cookies là bánh, bánh là đồ vật, thì chỉ có thể là which hoặc là that, chứ không thể which hoặc là that, chứ chúng ta không thể nào mà sử dụng đúng who hoặc là when được. Ok, và khi mà nó đóng cái vai trò là tân ngữ, đúng không? Đại từ quan hệ đóng vai trò là tân ngữ thì chúng ta sẽ phải sử dụng từ which hoặc là that, hoặc chúng ta có thể lược bỏ nó đi. Và ngoài ra thì đại từ quan hệ cũng có cái vai trò như là một tân ngữ của giới từ, có nghĩa là gì? Chúng sẽ xuất hiện ngay sau giới từ. For example, this is the movie he was interested in it. Chúng ta thấy là cái it ở đây để bổ sung ý nghĩa cho từ the movie, tức là chúng ta đang refer, nó đang ám chỉ đến cái bộ phim đó, và nó không phải là tân ngữ nữa, nó cũng không phải là chủ ngữ, đúng không? Mà nó lại nằm theo sau cái giới từ in, interested in something, tức là rất là thích thú. Vậy thì chúng ta sẽ phải một là có hai sự lựa chọn, một là chúng ta vẫn đưa nó là this is the movie which or that he was interested in, tức là cái đây là cái bộ phim mà anh ấy rất là yêu thích, which he was interested in, và đây là đóng vai trò như là một đại từ quan hệ dành cho giới từ, dành cho tân ngữ, đúng không? Dành cho tân ngữ, ám chỉ tân ngữ, he was interested in. Hoặc là this is the movie, chúng ta sẽ đặt cái tân ngữ, cái giới từ đó lên trên trước cái đại từ quan hệ in which he was interested. Và trong cái ngữ cảnh này thì chúng ta thấy là chúng ta hoàn toàn thể sử dụng cả hai cách, interest which he was interested in hoặc in which he was interested đều ok cả, và nó đều có đóng chức năng là bổ sung ý nghĩa cho cái the movie đứng đằng trước nó. The lady was very kind, I talked to her yesterday. Chủ ngữ chính là the lady, động từ chính là was very kind, và cái người đàn bà nào, cái người phụ nữ nào, cái người mà tôi đã nói với, đúng không, nói chuyện với ngày hôm qua, I talked to her yesterday. Và ở đây thì là I là chủ ngữ, talk là động từ và to là giới từ, sau đó mới đến her. Vậy thì đây sẽ là mệnh đề quan hệ nằm ở trong cái câu như chúng ta ghép hai câu vào với nhau. Và her chính là ám chỉ cái người phụ nữ. The lady whom or that I talked to yesterday was very nice. The lady, sau đó được bổ nghĩa bởi whom hoặc that I talked to yesterday. Hoặc là the lady to whom I talked yesterday was very nice. Hoặc chúng ta hoàn toàn đổi được cái tân ngữ, cái giới từ lên đằng trước cái đại từ quan hệ. Ok. Và chúng ta nhớ rằng là who and that are not used after the prepositions. Tức là cái đại từ quan hệ who là ai và that là cái mệnh đề quan hệ mà đại từ quan hệ có thể sử dụng cho cả đồ vật và con vật cũng như con người, thì sẽ không được sử dụng sau giới từ, mà chúng ta sẽ chỉ có thể sử dụng từ whom hoặc là to whom hoặc là which, đúng không? In which. Đó, chứ không được phép sử dụng cái who và that ở sau giới từ. Ok.
Và chúng ta cũng sẽ có một cái từ rất là đặc biệt nữa, đó là whose. Whose có nghĩa là sở hữu cách, là của ai, để thể hiện cái sở tính từ sở hữu, đúng không? Ví dụ là the dog looks scary, its color is brown. Cái con chó nhìn rất là đáng sợ, cái con mà có màu đen ấy, à màu nâu á, đúng không? Brown, vậy chúng ta thấy là color ở đây là màu sắc, là chủ ngữ ở trong cái về câu, cái câu thứ hai, và nó sẽ là mệnh đề quan hệ để bổ sung thêm ý nghĩa cho từ the dog, con chó nào, con chó mà cái lông của nó màu trắng á, à màu nâu á, đúng không? The dog whose color is brown looks scary. The dog là chủ ngữ, looks scary là động từ chính trong câu, và whose color is brown chính là mệnh đề quan hệ. Và mệnh đề quan hệ này thì khác với những mệnh đề quan hệ trước, bởi vì là cái từ its ở đây là một cái, đúng rồi, tính từ sở hữu, its là tính từ sở hữu, nên khi chúng ta thay thế cái từ its thì nó sẽ thay đổi thành whose, bởi vì là trong mệnh đề quan hệ thì không được phép sử dụng đại từ, đúng không? Đại từ chủ ngữ, đại từ tân ngữ, và cũng không được phép sử dụng tính từ sở hữu, nên chúng đều phải thay thế thành cái đại từ quan hệ. Và đại từ quan hệ ở đây chính là whose, để ám chỉ cái sự sở hữu. Con chó, cái con mà nó có cái màu nâu á, thì rất là hung dữ. Whose color is brown? Và whose ở đây thì chính là thay thế cho từ its. I met the woman, her husband is the CEO of the company, đúng không? Và chúng thấy là her husband, thì her chính là tính từ sở hữu, và her ở đây cũng ám chỉ đến cái the woman. Thế nên là chúng ta sẽ đổi hai, ghép hai câu này thành I met the woman whose husband is the CEO of the company. I met là động từ chính trong câu, the woman là tân ngữ, và woman được bổ sung ý nghĩa bởi từ whose husband is the CEO of the company. Cái người phụ nữ mà có người chồng á, là CEO, là giám đốc, đúng không, của công ty đó. Và bởi vì từ her husband thì her đang ám chỉ đến the woman, thế nên ở đây thì chúng ta đổi her thành whose. Ok, does that make sense? Awesome. Và chúng ta sẽ đến với cái cách sử dụng cuối cùng của đại từ quan hệ, và ban đầu thì chị đã nhắc đến với các em ở đầu bài, và chính là khi mà chúng ta không bổ sung ý nghĩa cho một thành phần nào đó trong câu nữa, mà là bổ sung ý nghĩa cho cả cái câu văn, cả cái mệnh đề chính. Và chúng ta được ngăn cách bởi dấu phẩy, cũng như là cái đại từ quan hệ which. Và sau đó thì sẽ đi kèm luôn với lại một cái động từ. Và which ở đây thì nó sẽ đóng vai trò là chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ. Ok, which can relate to a whole clause, và nó sẽ bổ sung ý nghĩa cho cả cái mệnh đề chính trong câu, không phải là một danh từ. Và thường thì sẽ luôn luôn có cái dấu phẩy đứng trước nó. John was late for work, that surprised us. Cái việc mà John đi làm muộn á thì đã khiến cho tôi rất là bất ngờ, chứ không phải là cái work, cũng không phải là John, mà hoàn toàn là cả cái mệnh đề chính. John was late for work, that surprised us. Để chúng ta đổi thành gì? John was late for work, phải which surprised us, đúng không? Which là chủ ngữ, và nó sẽ bổ sung ý nghĩa thay thế cho cả cái mệnh đề đứng đằng trước. Và sau đó sẽ là mệnh đề, sẽ là động từ chính trong cái mệnh đề quan hệ luôn. Surprised us. Does that make sense? So far, so good. So let's move to the checkup. Number one, my mother likes a donut shop, which I work. Mẹ tôi thì rất là thích cái bánh, cái cửa tiệm donut, nơi mà tôi làm, đúng không? Thì chúng ta biết là chúng ta hay dùng là I work at. Thế nên là ở đây thì giới từ của chúng ta sẽ phải là at which I work, đúng không? Bình thường hai câu đơn á, nó sẽ ngắt ra là gì? My mother likes a donut shop, chấm I work at it. Tôi làm việc ở đó, đúng không? Thì bây giờ cái từ it nó đã bị lược bỏ đi, và nó bổ sung ý nghĩa cho cái từ donut shop. Và khi người ta liên kết hai câu đơn vào với nhau thì chúng ta có là my mother likes a donut shop at which I work, nơi mà tôi làm việc, cái cửa hàng mà tôi làm việc. Number two, I met a girl whose dress was very luxurious. Chúng ta thấy là chủ ngữ ở trong cái câu chính này là I, động từ là met a girl, đúng không? A girl ở tân ngữ, và chúng ta muốn bổ sung ý nghĩa cho cái từ a girl, bổ sung thông tin cho cái từ a girl. Thế nên là sau đó chúng ta cần một mệnh đề quan hệ. Nhưng mà mệnh đề quan hệ này thì không phải là mệnh đề quan hệ bình thường,
mà là nó sẽ có cái từ dress was very luxurious, tức là cái váy thì rất là đắt tiền, đúng không? Cái váy của ai? Cái váy của cái cô gái thế kìa, đúng không? Thế nên là bình thường nó sẽ là her dress was very luxurious. Thì cô và cái váy của cái cô gái kia thì rất là sang trọng, rất là đắt đỏ. Thế nên là khi mà chúng ta nối hai câu đơn lại với nhau thì chúng ta sẽ bổ sung ý nghĩa bằng cách là whose dress, đúng không? Là cái váy của cô gái đó, chứ không phải là which, cũng không phải là who dress, mà mình phải là whose dress để thể hiện cái sự sở hữu, đúng không? Number three, the last one, the friend with who, whom, that Monica lives comes from Italy. The friend là chủ ngữ, with là giới từ, đúng không? Và giới từ này chắc chắn là đạt từ cái mệnh đề quan hệ lên rồi, đúng không? Monica lives comes from Italy. Và chúng ta thấy là chủ ngữ chính là câu này là the friend, động từ chính là comes, và from Italy là bổ ngữ theo cái từ comes. Và mệnh đề quan hệ chính của cái câu này thì chính là, mệnh đề quan hệ của cái câu này chính là who Monica lives with, đúng không? Và khi mà chúng ta đặt cái giới từ with lên đầu thì chúng ta sẽ phải đổi thành whom, with whom Monica lives comes from Italy. Nếu như chúng ta đảo, chúng ta vẫn để nguyên cái vị trí của giới từ ở cuối cái mệnh đề quan hệ thì sẽ là who hoặc là whom Monica lives with. Nhưng mà bởi vì chúng ta đã đảo cái giới từ lên đầu, thế nên là bắt buộc phải là with whom, chứ không thể nào là with who được. With whom Monica lives. Does that make sense? Awesome. Và ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có cái mệnh đề quan hệ, nhưng mà không phải là cái đại từ được phân tách bởi đại từ quan hệ nữa, mà là được phân tách bởi cái trạng ngữ quan hệ. Trạng ngữ là gì? Trạng ngữ là những từ chỉ thời gian, địa điểm, nơi chốn, đúng không? Điều kiện. Và vì thế nên là chúng vẫn sẽ bổ sung ý nghĩa cho một thành phần trong câu, đúng không? Nhưng mà nó sẽ không sử dụng từ which, không sử dụng whom, không sử dụng that, mà sử dụng when, sử dụng where, đúng không? Hoặc là on which, hoặc là in which, hoặc là để thể hiện cái lý do thì nó sẽ sử dụng từ why hoặc là từ that. For example, khi chúng ta thể hiện thời gian, the Sunday is the day I was born then on that day. Tức là chủ nhật là cái ngày mà tôi sinh ra, đúng không? The Sunday is the day when I was born. The day là cái từ mà chúng ta cần bổ sung ý nghĩa là một ngày nào đó, nên chúng ta sẽ không dùng từ which, mà phải là when I was born. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta muốn sử dụng từ which thì cũng không phải là không thể, mà chúng ta kết hợp với một cái giới từ, đó là giới từ on which I was born. Khi chúng ta muốn chỉ nơi chốn thì chúng ta sẽ có thể dùng từ where hoặc là từ in which, đúng không? Là cái nơi nào đó. For example, this is the shop I bought my bike there. Đây là cái cửa hàng mà tôi đã mua cái xe đạp ở đó, đúng không? Tại vì khi chúng ta kết hợp hai câu đơn vào thì chúng ta biết là cái từ there kia, there là ở đó, là bổ sung ý nghĩa cho từ the shop. Thế nên chúng ta sẽ thay thế cái mệnh đề quan hệ bằng từ where hoặc từ in which hoặc là which that I bought my bike in. This is the shop where I bought my bike. Đây là cái cửa hàng nơi mà tôi mua, nơi thôi, vị trí. This is the shop in which I bought my bike. Đây là cửa hàng in which, ở trong đó tôi đã mua cái xe đạp của tôi. Hoặc là this is the shop which or that I bought my bike in. Và ở đây thì in nó sẽ nằm ở cuối mệnh đề quan hệ để thể hiện cái vị trí. Number three, why, chỉ lý do, đúng không? Tell me the reason why or tell me the reason that you got angry with me. Đưa cho tôi cái lý do vì sao mà bạn lại tức giận với tôi. Thì chúng ta biết là the way and how are not used together. Okay? This is the way I got. Tức là the way thì chúng ta sẽ kết hợp với lại cái mệnh đề quan hệ luôn. Hoặc là this is how, this is why, và sau đó là mệnh đề quan hệ luôn, chứ không kết hợp giữa the way và how với nhau. Did that make sense? Và cuối cùng, đó chính là giúp chúng ta phân biệt giữa đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ.
Đại từ quan hệ là khi mà nó có thể đóng vai trò là chủ ngữ hoặc tân ngữ ở trong mệnh đề quan hệ. Còn trạng từ quan hệ là khi chúng đóng vai trò như là bổ sung thêm thông tin, thời gian, địa điểm, nơi chốn hoặc nguyên nhân, lý do mà thôi. Do you remember the time when we went to Hawaii? Vậy thì the time thì chính là phải bổ sung mệnh từ when, chứ không thể nào là which được. Nếu chúng ta muốn sử dụng từ which thì chúng ta phải sử dụng từ in which we went to Hawaii, cái thời gian mà trong đó chúng ta đến Hawaii. Và the island which Mercy and Fred live on is beautiful. Cái hòn đảo nơi mà Mercy và Fred sống thì rất là đẹp, đúng không? Chúng ta không thể nào sử dụng từ where được, bởi vì là where thì sẽ không có từ on. Ok, where thì sẽ không bao giờ có từ on. Nếu mà chúng ta muốn sử dụng where thì chúng ta phải lược bỏ từ on. The island where Mercy and Fred live is beautiful. Hoặc là the island which Mercy and Fred live on is beautiful. Hoặc the island on which Mercy and Fred live is beautiful. Okay? Does that make sense? Awesome. Let's have a check up. Number one, the river is when, which where I used to swim. Đây là cái dòng sông, đúng không? Nơi mà tôi đã từng bơi. Vậy thì sẽ phải where I used to swim. Còn nếu chúng ta muốn sử dụng cái từ which là nơi, cái mà, đúng không? Chúng ta sẽ phải sử dụng từ in which. This is the river in which I used to swim. Hoặc là this is the river which I used to swim in. Ok, còn không thì chúng ta muốn ngắn gọn là khi mà chỉ nơi trốn thì chúng ta phải đơn giản dùng từ where là được rồi. Number two, 1950 is the year when which where the Korean War took place. Năm 1950 chính là cái thời gian mà chiến tranh Bắc Hàn và Nam Hàn xảy ra. Vậy thì is the year, year thì chính là năm, đúng không? Và năm thì chúng ta sử dụng từ when, thời điểm, thời gian, when the Korean War took place, hoặc là which the war, Korean War took place in, đúng không? And the last one, number three, tell me the reason why you didn't come, you did not come. Hãy đưa cho tôi cái lý do gì, lý do vì sao, the reason why you did not come. Và lưu ý là chúng ta có thể sử dụng the reason why, nhưng chúng ta không sử dụng cái từ the way how, mà the way và how sẽ đứng tách biệt, đứng độc lập. Okay, awesome. So that is the end of our lecture today. Hope that you can enjoy this video and you can understand more about the relative clauses. Cũng như là nhiệm vụ của em sẽ là làm bài về nhà tất cả những phần đằng sau để có thể hiểu hơn về mệnh đề quan hệ, cũng như là chúng ta có thể khép lại cái phần chapter test là chapter number 5, là chương thứ 5 về conjunctions and clauses, liên từ và trạng từ và mệnh đề, và giúp chúng ta có thể hiểu thêm ngữ pháp một cách chính xác nhất nhé. Alright, so that is the end of the TOEFL Language Form and Meaning Basic. Và những bài học ngày hôm sau của chúng ta thì sẽ cùng nhau chuyển qua cái phần sách, đó là không phải basic nữa mà là intermediate, đúng không? Sounds great. So see you in the next video and goodbye.